Siêu Nhân xin chào cả nhà mình nha. Vào clip hôm nay Siêu Nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà mình. Thì hôm nay là đầu tuần, là thứ hai. Bây giờ thì rơi vào buổi chiều rồi, 4 giờ rồi. 4 giờ ngày 12 tháng 8. 12 tháng 8 có nghĩa là Siêu Nhân còn có 10 ngày nữa thôi là buộc phải hoàn thành. Thì công việc nó còn nhiều quá cả nhà ơi, phải nói là quá trời nhiều luôn á, thì không thể nào làm xong được. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay, khi mà cả nhà mình thấy được clip này Siêu Nhân đăng tải lên, là ngày 12 tháng 8, và kể từ ngày hôm nay trở đi là mấy anh em của Siêu Nhân là làm đêm nha cả nhà mình ha, làm suốt luôn. Có nghĩa là đêm nào cũng phải làm cho đến lối 20-22 luôn nha cả nhà. Về và phần thợ sắt ha, còn phần thợ hồ thì còn đóng gạch và tô, nói chung là phần đóng gạch là nhiều. Tô còn có giáp phòng với lại toilet thôi, với lại dán cái sàn nước thôi, còn thợ sắt thì còn mênh mông công việc. Thì Siêu Nhân nói cả nhà mình là kể từ mà khi cả nhà mình thấy Siêu Nhân đăng tải clip này rồi, thì Siêu Nhân rất là bận, mong những cuộc gọi của cả nhà mình hay hoặc là những tin nhắn của cả nhà mình đến với Siêu Nhân bị gián đoạn. Thì không phải là Siêu Nhân không nghe máy cả nhà mình, không coi tin nhắn của cả nhà, nhưng điều Siêu Nhân bận quá bận, nào là phải làm cùng với mấy anh em, rồi các bé nữa, lo cho các bé nữa cả nhà mình, co cơm nước rồi tùm lum hết, rồi cơm thầy thợ rồi. Thì Siêu Nhân nói cả nhà mình có gì thì cả nhà mình thông cảm ha. Để em thôi, Siêu Nhân sợ cả nhà mình nói nhắn tin sau không thấy Siêu Nhân trả lời, điện không, Siêu Nhân không nghe máy. Thì bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 trở đi thì Siêu Nhân phải làm đêm. Nếu như mà đêm nào mà kiểu như mấy anh em thợ mà kiểu như mà vui vẻ làm, mà phấn khởi, hay hoặc là thuận lợi, công việc nó thuận lợi á, giống như là ánh sáng đồ đầy đủ, thì Siêu Nhân sẽ like cho cả nhà mình xem vào buổi tối đều hết nha cả nhà mình. Thì Siêu Nhân thông báo với cả nhà mình clip này để cả nhà mình có gì thông cảm đó. Bây giờ Siêu Nhân xây camera lại cho cả nhà mình xem cái công việc còn lại của mình, còn vỏn vẹn có 10 ngày thôi mà công việc nó còn lại nó mênh mông như thế nào. Để Siêu Nhân xây camera lại cho cả nhà mình xem ha. Bởi vì cái trạm của chị Dung này làm khá tỉ mỉ cả nhà mình, li ti công việc, li ti chích lít chích luôn á, hầu như là từng chi tiết, quá nhiều công việc. Thì công việc mà nó càng li ti á, thì nó càng chiếm cái công mình nhiều. Nếu mà mình làm xây tô hay là sắt cái gì đó, mình đi đường trường á, thì nó đỡ. Còn cái này mình hầu như là dài tấc với cái phải đổi hướng, đổi lập lòn, đổi thước, đổi đồ của cả nhà mình, cái như là cân mặt bằng lại đó, thì nó kéo dài cái thời gian của mình. Siêu Nhân xây camera lại cho cả nhà mình cùng xem. Hôm nay Siêu Nhân cùng với mấy em thợ ngăn ô cũng như là lót gạch cho các bé nha cả nhà ha, mời cả nhà mình cùng xem ha. Siêu Nhân đứng tới đây là hơn nửa trạm chút xíu là cả nhà mình, có nghĩa là còn lại 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 6 ô thôi. Cả nhà mình đang đứng ở đây thấy đây còn là 6 ô thôi, mà mình tới 13 ô, có nghĩa là ô Siêu Nhân đứng nữa mà là một phần nữa ha. Toan cũng chưa có kính chắp vòng nữa nè. Toan còn 1 phút sau còn lại nè, cả nhà thấy không? Sở dĩ mà sao tại sao Siêu Nhân không cho thợ đi làm kính luôn cái phần sau toan, cái nào là cái đó. Nhưng mà không được nha cả nhà mình. Sở dĩ Siêu Nhân cũng muốn cho thợ làm cho hết toan luôn, coi như là phần nào đằng đó đi á, lập toan máy ra toan máy, lập toan dách ra toan dách, nó xong hết rồi, từng dây từng công đoạn á. Tuy nhiên thì hôm nay không được, Siêu Nhân phải kêu thợ sắt vô ngưng cái lập toan lại và tập trung vô bên trong để làm những cái rào chắn, coi như là khung bao rồi á, để khi mà lót gạch rồi, cái gạch này á không phải bên gạch như bên Như Nguyên, một khi mà đã lót rồi á thì là khó có hàng lắm nha cả nhà mình. Hàng mà không kỹ là nó sẽ văng, nó cháy gạch. Đâm ra là Siêu Nhân sợ cháy gạch rồi đó, nó làm xấu đi của cả nhà mình. Thì Siêu Nhân phải cho thợ ngưng cái phần lập toan lại và tập trung vô làm phân chia ranh giới, giống như là cả nhà mình thấy nè, từng ô lên khuôn á. Thì mai chiều mình không còn hàng nữa. Nói chung là mình không còn hàng nữa thì nó không có còn cháy gạch. Hay hoặc là mình còn hàng mà hàng ít á, thì mình ráng mình đậy. Còn hàng nhiều quá đậy sao nổi cả nhà mình, đậy gì đậy nó cũng văng nè. Cái máy hàng đó cả nhà mình thấy cái tia lửa nó văng không, cái tia lửa nó văng như vậy là nó rớt được cái mặt hàng xuống đó, cả nhà mình thấy đó rớt xuống vậy là cháy gạch đó, cái gạch men của mình á nó cháy nha cả nhà ha. Gạch xi măng thì không sao,
còn gạch men nó sẽ làm trái cái lớp men của mình, thì cả nhà mình sẽ thấy nó lỗ lỗ đen đen. Còn mé bên đây thì tôn cũng được lập xong nha cả nhà, tôn mái cũng xong, tôn dắt phần trên đây cũng xong, chỉ có tôn khúc cuối và tôn khúc ngoài đầu chưa, mà cả nhà thấy còn mênh mông không, tôn ngoài đầu cũng chưa luôn. Tại vì thợ hôm nay đó đóng gạch nè, thì chủ nhân phải cho thợ chắc ngưng cái việc mà phần bên ngoài giống như tôn vô ra trong đây làm để không có bị cháy gạch này. Cả nhà mình coi cắt cái tia lửa ra nè, đó vô từ nó còn đen phần, thấy không, thì cháy gạch hết nha cả nhà. Rồi mình làm mà không cháy thì mình phải che đậy đồ, trời ơi tốn công dữ lắm. Rồi đâm ra chủ nhân cho ngưng ngoài đó lại, vô trong đây làm. Thì hôm nay cả nhà mình thấy nè, từ cái phần này nè tới phần đường mương của mình là phần đất cho các bé đi vệ sinh nè. Còn từ phần bên trong đổ vô là phần mình cán nền. Cống thì cũng được là 80-90% thôi. Nè cả nhà mình thấy nè ha. Cái đáy dưới vẫn còn nguyên chưa cán nè. Đó. Cái đáy vẫn còn nguyên chưa cán nè, chỉ có được tô xung quanh ngăn chia cái hai cống ra riêng biệt rồi. Rồi tô xung quanh rồi, còn cán đáy nữa nha cả nhà, mình làm không kịp. Thì hôm nay thợ bắt đầu là lót gạch nè. Cả nhà mình coi cán hồ nè. Hồ cả nhà mình thấy màu xanh đen đàng hoàng, chứ không phải là chủ nhân làm phần bên dưới mà là kiểu như làm trây trét hết cả nhà ha, làm cho có ha. Nè cả nhà mình thấy không, mặc dù là mình cán một lớp hồ trong đây thì không còn xe cộ gì đi nữa hết, là bà siêu nhân nói cả nhà mình là không bao giờ là kiểu như là bị sụp lún gì rồi, trong đây là xe cộ không có vô và không có làm đồ nặng gì trong đây nữa, mà tại sao siêu nhân phải làm cán một cái lớp hồ nữa, giống như là cả nhà mình thấy giống như hồ tô luôn á, không xanh đen thui. Thì nó đúng là tánh của siêu nhân thì cũng vậy, một phần thì tánh làm lâu công việc rồi cũng do cái tánh của siêu nhân nữa. Cái nào ra cái đó, chứ không phải làm trai trai trát trát nha cả nhà mình ha, chứ không phải là làm phần bên dưới giống như là làm lãnh á, phần bên dưới rồi là cho cát không, và phần bên trên nổi bên trên thì làm cho nó có hình thức, siêu nhân thì không có tánh đó, đâm ra là cả nhà mình thấy một cái lớp hồ cũng tương đối dày. Cái này là quá dày, không nói rồi, cái này là quá dày, này là do mình cân cái cốt nền nha cả nhà, nó có độ dốc của cái nền á, độ dốc của cái nhà mình á. Này cả nhà mình thấy ha, khu trên đây là mỏng nè, đầu này mỏng nè, con viên gạch nè, con viên chưa tới viên gạch nữa, là chạy như có 5-6 phân hồ thôi, còn ở dưới này 7-8 phân hồ luôn nè. Tuy nhiên thì ở trong nó ở lớp ngoài là cái chỉ của cái đường mương thôi, chứ ở trong cũng mình cũng ăn gian đất một chút xíu ha cả nhà, còn phần hồ là cả nhà yên tâm ha, xanh đen ha, chứ không phải là làm phần bên dưới rồi che đậy cả nhà mình lại lên trên rồi làm cho nó ra. Rồi tánh của sinh nhân thì không có cái chuyện đó, đâm ra đây công việc nó cũng hơi kéo dài nè. Cả nhà thấy ô nào như ô đó không, cán hồ non, người ta kêu cái này là cán hồ non nha, thường là kêu cán là hồ lâm le cán hồ non để dán gạch. Thì cái hồ này cả nhà mình thấy cán xong rồi người đi rồi, không có nhúc nhích gì luôn. Thì còn cái nền này thì mưa bão rất là nhiều, nó cứng dữ lắm mà cả nhà. Gạch này được mình chọn màu trắng ha cả nhà ha, gạch 40 màu trắng. Gạch này gạch men nha cả nhà mình, gạch này thì gạch men, bởi vậy siêu nhân mới sợ hàng nó cháy là vậy đó, đâm ra là phải cho thợ ra khuôn nè, ra khuôn sắt nè cả nhà thấy không, ra khuôn sắt để mai trường bắn lưới cho thôi, khuôn sắt khuôn cửa đồ ra sẵn để mình hạn chế cái hàng giống gì á, mình hạn chế cái hàng lại thì là viên gạch mình nó sẽ đẹp hơn. Mà cái nền này thì nó đúng ra này nó cũng hơi dốc, và cũng do một phần là do cái hiện trạng đất của mình, rồi một phần nữa thì là mình cán cho có độ dốc chút xíu để nó rọt, mình khi mình xịt rửa chuồng á nó rọt nước lẹ lên á, không có bị động ướt các bé. Thì mỗi lần làm mình rút ra mỗi một kinh nghiệm ha cả nhà ha, làm nhiều chừng nào thì kinh nghiệm mình nhiều chừng đó. Thì siêu nhân cho cán cái cốt nền nó đúng ra thì nghiêng, cái độ nghiêng này thì nó hơi nhiều, mà cái độ nghiêng này là cũng do đất của mình ha, do cái hiện trạng đất của mình, mà như vậy thì tốt thôi cả nhà mình. Như vậy thì lúc mà mình canh giường, mình kê giường thì mình chịu khó, nhưng mà đâu ra đó đàng hoàng hết, mình xịt nước rồi là nó sẽ chạy rất là ngon, không bị động miếng nào hết. Cả nhà mình thấy hôm nay đóng từ sáng giờ là bao giờ là 4 giờ rồi, chưa xong một ô, cán được 4 ô hồ nền, coi như là hồ lâm le, hồ non đó.
nhưng mà hồ này là không phải hồ non nữa rồi, hồ này là hồ tô hồ già luôn. Gạch này gạch 40 nha cả nhà, gạch men 40 ha, màu trắng nha, trắng nhám nha cả nhà mình, 40 trắng nhám. Mình có hai loại ha, loại này á, loại cả nhà mình đang thấy này là màu trắng trơn luôn ha, trắng nhám mà trắng hết luôn, không có một cái dân gì ở trên á. Thì loại này là lên tới đây là 80-85 ngàn, trên 9m6, nếu mà cả nhà mình tính kỹ luôn khoảng cả 86-87 ngàn gì đó, thì trên 1m ha. Cái này là 85 ngàn, 9m6 là tiền xe nó hơi nhỉnh hơn chút xíu thôi, chạy như 86 ngàn đi, 86 ngàn, 9m6. Rồi mai chiều cái này là hai loại ha, cái loại này tất cả nằm ở trong ô này thì màu trắng, trắng nhám không có dân. Còn một loại nữa thì là cặp theo đường đi và phòng ở trên, là trắng mà có khối, trắng có khối nhưng mà nhám hơn cái này nữa nha cả nhà mình, nó càng nhám hơn nữa. Thì cái loại đó lên tới đây là bữa hổm là 88, lên tới đây là 89 ngàn đó cả nhà mình, cũng là 40 luôn ha, trắng khối mà nhám dữ lắm nha. Cái gạch đó thì nhám, là siêu nhân lấy gạch đó, siêu nhân lót luôn sàn nước rồi luôn á, nó nhám dữ lắm. Là lên tới đây là 89 ngàn đó, 88 ngàn, 88 ngàn với tiền xe nó lệch nhau chút xíu nữa là 89, là chỉ 9m6 thôi chứ chưa đầy 1m nha cả nhà. Thì gạch này cũng được chị Dung tham khảo giá ha cả nhà ha, mua tận nhà máy á, mà siêu nhân cũng thấy cảm giác nó cao. Gạch 40, mà gạch 40 hiện tại giờ mà 40 thì nó đâu còn thông dụng nữa đâu cả nhà mình. Bây giờ mình lót gạch 60-80 mét không à, gạch 40 thì nó qua mẫu qua khuôn nhiều. Tuy nhiên thì cái công nghệ này là công nghệ gạch Ý nha, Italy gạch Ý ha cả nhà. Nó gạch loại 1 á, loại 1 chánh gốc luôn thì nó xuất khẩu. Mình cũng loại A ha, nhưng mà loại A trong nước. Cái thùng mình cũng loại A đàng hoàng nhưng mà loại A trong nước, còn cái thùng mà loại A mà loại A xuất khẩu, coi như là loại A mà A cộng á thì là xuất khẩu đi. Hôm nay còn cái ton dách, cái ton dách cả nhà mình thấy cái ton dách hôm nay làm cái trạm của chị Dung khác với lại mấy cái trạm kia. Ton dách là cái ton dách là ton xung quanh ton này nè cả nhà, đây ton này nè, khác với lại hồi đó giờ siêu nhân làm ha. Thì siêu nhân nói cả nhà mình ton này thì nó hơi cao giá hơn những ton kia chút xíu. Ton này là ton hoa sen nha cả nhà mình, ton thương hiệu của quốc gia mình đó, ton hoa sen ha. Còn ton mái thì vẫn như cũ, ton xanh xanh ngọc. Còn chỉ có ton ton dách này là kêu là dạng như là ton kẽm, ton lạnh đó, ton kẽm đó. Thì nó màu trắng ha, ở trong này cũng màu trắng, bên ngoài cũng màu trắng luôn nha, trong ngoài gì màu trắng hết. Thì nó hơi cao tiền hơn cái ton màu chút xíu, độ bền nó cao hơn, bởi vì nói chung là cũng tùy theo dùng miền thôi cả nhà mình. Chứ siêu nhân cũng chọn ton màu giống như là bao nhiêu tạm khác, chứ không phải là làm cái này mà cao cấp hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì ở đây là cái ton màu mà ton dách này nó không có thích hợp, nó không có và nó không có thích hợp, đâm ra siêu nhân chọn cái ton hoa sen nó hơi cao giá hơn chút xíu ha. Chứ không phải là siêu nhân làm kỹ hơn, kiên cố hơn hay là cao cấp hơn, không phải vậy. Tùy theo khu vực buôn bán, người ta không có bán cái loại ton kia thì mình chịu. Thì lên trên trạm chị Dung này làm thì siêu nhân nói cả nhà mình á, cái vật tư thì nó hơi tương đối chút xíu ha, chỉ có gạch lót nền này, gạch lát nền này thì nó hơi cao ha. Theo như siêu nhân nghĩ là gạch lát nền này nó cao. Còn những cái mà giống như là gạch ống xi măng hay là sắt thép gì đó thì nó thuận lợi hơn bên Nguyên chút xíu, giá cả nó phải chăng hơn. Phải chăng hơn so bên Như Nguyên thôi nha cả nhà mình ha, so với lại Bình Phước, Khánh Quảng á, thì ở đây nó phải chăng hơn, bởi vì ở đây nó có cái nhà máy gạch, có nhà máy gạch á, đâm ra là mình thấy nó phải chăng hơn chút xíu. Gạch trái hay gạch không trái gì á, giá nó cũng là đây nè, là cả nhà thấy nè, gạch này gạch không trái nè, siêu nhân mấy mua sau là mấy chục thiên nè, mua mấy chục thiên luôn á, là cái này là xây phần lên trên. Xây phần lên trên là mình dùng gạch không trái ha, cái nào mà nổi lên trên là siêu nhân dùng gạch không trái, còn nằm ở dưới cống, dưới đường cống, dưới đường mương, dưới hầm là siêu nhân xây gạch trái, cùng một giá nha cả nhà mình.
Còn hôm nay lót gạch cái này thì cả nhà mình yên tâm ha, không có bị nó sẽ không có bị dính giống như bên Như Quyên. Mặc dù cả nhà mình thấy nó đang có xi măng nó xì lên, mình đóng hồ nó giặt ra cả nhà mình thì nó xì lên, nhưng mà cái gạch này nó không có bám được cái xi măng này nha. Cả nhà mình lau sơ qua cái nó sạch liền à, nó không có bám được. Còn gạch kia là gạch xi măng nó sẽ bám hơn, còn gạch này nó không có bám ha. Với lại siêu nhân cho lót hình chỉ công nha cả nhà mình. Lót hình này thì thí dụ như gạch mà của mình nó có rẻ tiền mà nó không đều chăng nữa thì cả nhà mình cũng đỡ nhìn thấy nữa. Nó đúng là vậy, lót cái này thì cả nhà mình sẽ không còn nhìn thấy chạy ron ha, nó sẽ là lẹ cái cong hơn chút xíu, cong lót sẽ lẹ hơn. Cả nhà mình thấy nó đâu có bị trùng ron đâu, bởi vì mình lót ron so le đó, cái nào ra cái đó. Nhưng mà về cái phần gạch này á thì nó được cái này nó mất cái kia. Như cái này nè, cả nhà mình thi công giống như là hàng khuôn hàng đồ vô là nó sẽ rớt cái sỉ hàng xuống, nó sẽ cháy viên gạch này liền, rớt đến đâu là cháy đến đó, cứ lăn đến đâu là cháy đến đó. Còn gạch kia thì không bị cháy, còn gạch này á nó bị cháy nhưng mà ngược lại nó không có dính hồ. Cả nhà mình thấy vậy chứ, bằng hồ vô chùa sơ cái ra liền trà ron cũng bằng trà bằng xi măng trắng luôn nha cả nhà mình, trà bằng keo ha, nó hơi cao tiền. Nhưng mà thật sự ra cái đó kém qua là cái phần làm cho cái nhà mình nổi bật thôi, nó đẹp thôi. Chứ còn mà nếu mà muốn bền á, nếu mà muốn bền á, không bị tróc ron á, nếu mà muốn bền nha, không bị tróc ron thì cả nhà mình chỉ lót xi măng đen. Xi măng này nè. Đó, chỉ mà nhà mình trà ron bằng xi măng này. Mặc dù nó không đẹp thiệt nhưng mà nó không có bị tróc. Còn cả nhà mình rót xi măng trắng vô, thời gian nó tróc ra. Nó cũng đen thui à, thời gian nó cũng đen thui mà tróc ra. Tuy nhiên thì mình làm đồ mới quá thì mình làm cho nó đúng bài bản thôi, chứ không thôi là nó bị tróc cả nhà mình. Đó, hôm nay siêu nhân cho ngưng con lại là ngưng con lợp dắp vòng cho thợ sắt nhảy vô trong là vậy đó cả nhà mình. Mình làm những cái gì mà hàng đồ nhiều á, tránh cái sự cố mai chiều mình hạn chế thôi, chứ còn đương nhiên mai chiều cũng phải có hàng rồi, mình hạn chế tối đa. Nhưng mà một khi mà có hàng cái gì lật giặt thì siêu nhân sẽ cho che đậy ha, để giữ cái nền gạch cho cả nhà mình thiệt đẹp, ráng cố gắng giữ nền gạch mình cho cả nhà mình thiệt đẹp luôn. Dù có làm gì chăng nữa thì siêu nhân cũng cho thợ che đậy chứ không có ẩu hàng lên trên, nó sẽ lăn đến đâu nó cháy đến đó nha cả nhà. Rồi hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 12 tháng 8 hay gì đó. Chủ nhân ít phút chia sẻ với cả nhà mình ha. Thì chủ nhân xin nhắc lại với cả nhà mình một lần nữa, cả nhà mình có nhắn tin với chủ nhân hay hoặc điện thoại chủ nhân mà ngay cái giờ mà chủ nhân đang tay chân đang dơ, giống như là đang làm trên cao hay hoặc là đang mắc làm, thì chủ nhân không kịp nghe điện thoại hoặc không coi tin nhắn, mong cả nhà mình thông cảm nha, chứ không phải là cái gì hết. Sau đó thì bắt đầu từ ngày hôm nay, tối 12 tháng 8 là siêu nhân cùng mấy anh em thợ sẽ làm đêm. Công việc nó nhiều lắm nha cả nhà. Còn giường nữa nè, để lên đây siêu nhân cho cả nhà mình xem. Tất cả giường cũng như là vật tư đồ các thứ thì siêu nhân cũng nhập về một phần rồi ha cả nhà mình, nhưng mà làm không có kịp. Thì nó là siêu nhân trấn ở trong đây nè, làm quá rồi. Hai ba bữa nay siêu nhân bỏ tụi nó nha cả nhà mình. Thôi siêu nhân nói thiệt cả nhà mình, hai ba bữa nay siêu nhân không có tập trung lo cho tụi nó được. Siêu nhân lo công việc nhiều quá thì tụi nó sẽ bị không có cho chạy lung tung nữa, bởi vì là nó chạy lung tung rồi không có quản lý, và đồng thời nó sẽ đi lên hồ á, đi lên hồ nó lẩm nhẩm. Bỏ nó vô trong cái ô này, nó ăn uống rồi cho uống trong đây, nhưng mà không có cho chạy lung tung nữa nha nhà. Lớn hết rồi. Còn lo tụi nó quá thì công việc của không lo được. Thì cả nhà mình thấy nè, giường cũng như là giường, mặc dù siêu nhân đã nấu rồi, cũng không biết là cả nhà mình như thế nào, mà siêu nhân tính không biết sao siêu nhân cũng mua về đại nè. Đây là 30 tấm nè, 30 cái giường nè cả nhà mình.
nó mua rồi giường nhà bếp luôn ha, giường của chị Dung ngủ rồi luôn á, giường nhà bếp rồi luôn là 30 tấm ha. Rồi bậc thang là cái này là xe sinh nhân chở nè, bự quá sinh nhân chở không được là phải cắt nhỏ ra. Cái này là mua cái bậc tam cấp để cho các bé leo lên á, rồi dư ra mới đem qua bên Như Nguyên sửa lại mấy tấm nữa. Bên Như Nguyên là cũng hết mấy tấm á. Rồi bồn cầu nè, mua bồn lavabo rửa mặt nè, bồn cầu nè, bồn cầu cao cấp nha cả nhà mình. Bồn cầu này là cao cấp hơn bồn cầu của nhà sinh nhân luôn nha. Một khối nha cả nhà mình, nói chung một khối á, bồn cầu một khối á, bồn cầu một khối nè, nó không có rời ha. Của nhà sinh nhân thì dởm hơn, cái bồn ngồi thì khác, còn cái bồn chứa nước thì khác, còn cái này nó liền hết nha cả nhà mình, nó liền nó nguyên một khối luôn, nó cao tiền. Rồi chủ nhân nè, gặt nè, mua về là xi măng mua về nè. Trời ơi gió bão quá đó, máy phát nó tróc tấm bạc lên nè. Ống nước và để cho chị Dung xịt rửa đi. Ống có loại tốt luôn, cả nhà mình thấy có cước không? Cả nhà mình nhìn kỹ đây, ống có cước ở bên trong nè, có bố bên trong, cả nhà mình có bố á, nó chắc ha, nó có nổ ống ha, không có mua đồ dởm, gạch đồ rồi cả nhà mình thấy nè, chắc sắt mới kéo về thêm nữa nè cả nhà mình. Đợt này kéo đợt này nữa là không biết đợt thứ mười mấy 20 rồi đó. Cứ kéo về cái xài hết, kéo về xài hết. Không biết đợt này mà đợt bao nhiêu. Còn đây là cái hầm ha. Mai chiều cái chuồng mình sẽ đưa vô vào cái vị trí này. Thì cả nhà mình thấy ở dưới này nó có nước nè. Đó. Cả nhà mình thấy có nước không? Nhưng mà không phải là đầy nha. Cái nước này không phải là đầy, nước này là siêu nhân mua co siêu nhân chế làm mấy con thỏ cả nhà mình. Siêu nhân mua co ống nước siêu nhân chế làm con thỏ. Nói tóm lại là chống hôi thấy cả nhà mình ha. Mình dậu xuống rồi mực nước lúc nào nó cũng giữ như đây hết. Rồi hơn nữa thì nó sẽ chảy xuống hầm thôi. Cái này là hơi dưới hầm nó không bay lên được. Đây là có hệ thống con thỏ ha, chống hôi. Còn siêu nhân thả mấy cái sắt ngang này, thả mấy cái phi 12 cái phi 10 này gác ngang này, không cho các bé nó té xuống. Và không cho tụi nó uống nước nha cả nhà mình ha. Không cho té và không cho uống nước thôi. Còn hôi là không có hôi bay lên được nha. Cái này là có con thỏ rồi. Cả nhà mình thấy ở trước còn ton còn mênh mông là chưa lợp, nó kẹp nữa nè. Bây giờ nè, sắt ở đâu có đậy được kẹp đâu cả nhà mình. Mua về đâu có làm kẹp rồi, nói chung là cũng không có đồ đậy nữa và quá trời nhiều cái công việc á. Rồi không có bạc đồ đầy đủ á, rồi nó sẽ ngã màu nè, cả nhà thấy nó ngã màu xuống vậy nè, nhưng mà nó có xét nha cả nhà mình nha, nó ngã cái màu bóng xuống. Còn bên ngoài là cả nhà thấy con rồi cũng để nè, con nè, thật sự ra che chắn không có đủ bạc che chắn, cả nhà mình biết bao nhiêu triệu tiền bạc rồi đó mà không có đủ nè. Hôm nay cả nhà mình thấy cái sắt còn độ bóng không đó, cả nhà mình thấy sắt mới không, nó có độ bóng không đó. Nhưng mà mình không có đậy được, mình để ngoài này mưa nó sẽ ngã màu ở liền cả nhà mình, nó ngã màu ra màu kẽm vậy nè, đậy không nổi cái nhà ơi, quá nhiều nè cả nhà, thấy là bỏ hết chứ đâu có đậy được. Mấy cái tấm này là nó chịu nước nha, nó chịu nước rồi. Ít phút chia sẻ cho cả nhà mình biết được, trời ơi nó chui ra hang đen, nó chui ra chích bà, hang đen nó chui ra nè. Còn con nó đâu rồi? Nó. Thôi để siêu nhân kiếm bắt nó vô lại và coi nấu đồ ăn nha cả nhà mình. Ít phút chia sẻ cho cả nhà mình xem cho vui nha. Cả nhà mình thông cảm siêu nhân ha. Bây giờ siêu nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo. Nè. Qua đây cho cả nhà mình xem nè, vừa làm cho siêu nhân nói rồi, vừa làm vừa nấu đồ ăn rồi cho tụi nó nè. Nè, nồi cơm nè. Nồi cơm nè. Nồi thịt mặt cưa nè. Đó, nồi thịt mặt cưa tổ bố không đó. Rồi giờ cho tụi nó ăn luôn thôi. Ít phút chia sẻ với cả nhà mình ha, chào tạm biệt cả nhà mình nha, bye bye cả nhà mình, chiều nay là ăn no luôn.